Món gà hầm này thì phải nói rằng rất là bổ dưỡng đây các bạn ơi, tuyệt vời. Rồi tôi thưởng thức vào cái thịt gà, chà chà, thơm lắm các bạn ơi. Không thể nào chê được quả điểm nào. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn một món gà hầm hạt sen. Thực phẩm chính là con gà, trong đó có coi như thế là táo đỏ và lấm hương, kỷ tử và hạt sen, nước mắm, hạt lêm, mì chính và kèm theo là hai quả cà rốt. Các bạn có thể là thực cho trực tiếp vào nồi luôn, nhưng nếu mà làm để cho nó ngon mà nó đẹp hơn nữa thì các bạn đun dầu xuống tưới lên đây cho nó săn cái các bạn bỏ ra. Gà thì các bạn có thể dùng chặt cũng được, mà các bạn không chặt cũng được. Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là tôi để cả con, tôi không chặt các bạn ạ. Tôi sẽ nạo qua cái cà rốt này đi. Tôi sẽ gióm lửa lên và tôi sẽ đun dầu, tôi sẽ tưới với con gà cho nó hợp lý. Các bạn có dầu thì dùng dầu, có mỡ thì dùng mỡ. Đây, đấy, mỡ đã tương đối ra rồi, tôi cho vào đây. Đấy, các bạn cho đây, cứ quay như thế này. Cái một mặt thì mỡ sôi. Đấy, các bạn lấy cái nước mỡ này tưới lên con gà. Đấy, làm sao để con gà là thật săn. Đây, tôi đã cho vào đây, tôi cho nó tắm dầu vào đây rồi. Đã làm cho nó săn hết rồi. Bây giờ tôi phải bỏ ra cho nó nguội nhé. Xong tôi mới cho được vào xong. Để làm như thế này thì nó hơi cầu kỳ đấy các bạn ạ. Nhưng làm này thì nó ngon lắm. Đây. Các bạn phải để cho nó nguội mới cho vào xong được. Hoặc là các bạn sẽ cho luôn vào xong luôn. Đây. Tôi phải để cho nó nguội tôi mới cho vào bụng đấy nha các bạn, nhớ là như thế. Từ ở trong cái chảo này ra các bạn đừng vội vàng mà bỏng tay đấy. Cho một chút cái hạt sen vào trong bụng của con gà. Đấy, vừa cho cả bụng vừa cho ngoài các bạn nhé. Đấy, các bạn cứ cho nó vào trong đấy để cho nó có cái độ ngấm thơm từ trong ngấm ra. Táo đỏ này là các bạn nên ngâm nhá, vì hạt sen tươi là tôi không ngâm. Táo đỏ nó khô cho nên các bạn phải ngâm. Đấy, như thế là các bạn đã cho trong bụng coi như thế là tương đối rồi. Nó thơm là thơm từ trong thơm ra. Đấy. Cho lột kỳ tử vào đây. Đấy. Kín bụng con gà rồi, các bạn bắt đầu cho nó vào trong cái xoong này. Đấy. Đấy, ấp nó lại. Bởi vì người ta chiên lên, ta tưới dầu cho nên nó rất nóng các bạn, chú ý nha, cẩn thận. Bây giờ còn lại là các bạn cho lốt vào đây. Lấm hương, mộc nhĩ. Nhưng không có mộc nhĩ thì các bạn cho lấm hương là được rồi. Hạt sen. Đấy, các bạn cho hết vào. Các bạn hãy nhớ là ta sẽ cho nó vừa phải hợp lý. Đừng nên cho mặn quá các bạn hãy nhớ. Tôi đã cho nước mắm đấy nha. Bây giờ tôi sẽ cho một chút hạt lêm. Vì hạt lêm nó có đủ độ đậm đấy nhá, các bạn nhớ là ta không nên dùng nhiều nữa. Đấy. Và tôi cho một chút mì chính. Xong rồi, bây giờ tôi sẽ cho một chút nước. Đây là gọi là hầm gà thì các bạn vẫn phải cho thêm nước. Bây giờ tôi sẽ cho lên bếp nha các bạn này. Ta đun từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.
Đấy. Cái nồi này mà hầm thì phải nói là rất tốt, các bạn hãy nhớ là như vậy. Đun nó vừa phải lửa chứ không phải to quá nhá, đủ độ cháy là được rồi. Bây giờ tôi sẽ thái cà rốt nha, các bạn hãy nhớ là thái cà rốt thì tôi để ở tầm khoảng độ sau khi tôi ninh gà được một tiếng thì tôi sẽ cho cà rốt vào. Các bạn mà cho ngay từ đầu thì cà rốt nó nhừ hết các bạn nha. Đây là cà rốt tôi đã làm xong các bạn ơi. Đấy. Đây các bạn ơi, đây là nó sôi sùng sục cái này các bạn. Đấy, lúc nào nó cũng vừa vừa mà các bạn hãy nhớ là ta cho nó sôi chỉ lăn tăn này là hợp lý nhất nhá. Các bạn đừng cho nó sôi to quá. Các bạn cứ để ầm ĩ như thế này. Khi con gà đã đủ thời gian rồi là các bạn bắc xuống. Các bạn ơi, gà hầm đây của tôi đã đun được 1 tiếng rưỡi rồi. Thơm vô cùng các bạn. Bây giờ là còn nửa tiếng nữa tôi mới cho cà rốt lên. Đấy, như vậy là các bạn nhớ là cho về sau cùng, nếu không cà rốt nó nhừ quá. Cho tiếp cà rốt vào là cái bước cuối cùng là xong. Nếu các bạn cho sớm quá thì cà rốt nó sẽ bị nhừ. Đấy, bây giờ này tôi sẽ đun vào khoảng độ nửa tiếng nữa, chỉ lửa nhom nhem nhỏ thôi. Các bạn ơi, thời gian tôi đã hầm con gà này rất là đủ thời gian rồi các bạn ạ. Đây, để tôi mở cho các bạn xem. Đây, bây giờ tôi nhấc ra tôi để lên trên bàn đây. Đấy. Bây giờ mà mở ra để cho nó nguội nguội thì mới thưởng thức được các bạn ơi. Ui, thơm lắm. Thơm dậy về mùi táo này, kỷ tử này, hạt sen này. Rồi táo này là táo đỏ các bạn. Rất là thơm. Thơm cả mùi cà rốt này. Ôi, các gia vị tẩm vào đây, nước mắm rồi một chút các cái gia vị vào đây, tôi tin chắc là ăn cái này thì ngon tuyệt vời đây. Bây giờ tôi sẽ cắt ra và tôi lấy ra để thưởng thức đây các bạn ơi. Chà chà, rất là mềm. Đấy, các bạn thấy không? Mềm, tuyệt vời là mềm. Thời gian thì các bạn đã biết rồi, tôi đã nói là trong vòng 2 tiếng. Nếu mà các bạn có cái nồi áp suất mà đun bằng điện thì các bạn tiện vô cùng. Tôi sẽ xúc ra đây các bạn. Một món gà hầm này thì phải nói rằng rất là bổ dưỡng đây các bạn ơi. Tuyệt vời. Chà chà. Rất là hấp dẫn và ngon. Tôi cho một ít hạt sen này. Đấy, một ít lấm này. Táo đỏ này. Đấy, các bạn múc một chút nước vào đây. Đấy, để cho nó có độ ẩm ướt nó đều. Như vậy thì ta sẽ đã làm xong. Đấy, các bạn cho cà rốt vào đây. Các bạn nhớ là cà rốt các bạn cho sau một chút. Tôi đã cho ra bát đây rồi, các bạn để tôi thưởng thức. Mời các bạn thưởng thức cùng tôi nha. Bây giờ tôi phải thưởng thức xem là cái miếng miếng này làm miếng lấm, hạt sen. Ô, hạt sen rất bùi các bạn ạ. Tôi phải thử miếng táo này đã. Giờ tôi thưởng thức vào cái thịt gà. Chà chà, thơm lắm các bạn ơi. Rất vừa. Ngọt, ngậy, thơm, béo. Thơm vô cùng các bạn ạ. Đây là món gà hầm miếng hạt sen này thì rất là bổ dưỡng các bạn ạ. Ăn như thế này thì phải nói rằng các bạn lấy lại coi như thế sinh lực và sức khỏe rất là tốt. Thơm ngon tuyệt vời. Không thể nào chê được vào điểm nào. Ơi các bạn có thấy không? Theo thứ thịt gà mà gắp được như thế này nó vừa mềm, xương đi đằng xương mà thịt đi đằng thịt, rất là ngậy ngon các bạn. Tôi phải dùng thêm một chút nước. Ôi béo béo ngọt ngọt. Rất là thơm ngon các bạn ơi. Vừa ngọt vừa ngậy, vừa thơm của các củ quả
Như thế này thì phải nói rằng gia đình các bạn rất hạnh phúc khi các bạn làm cho gia đình được một nồi thịt gà hầm với cả hạt sen. Đây là một món ăn phải nói rằng các bạn hãy làm, các bạn sẽ biết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn món chim hầm với hạt sen và nấm hương. Nguyên liệu chính của chúng ta là chim bồ câu và hạt sen. Đây là nấm hương. Gia vị có muối, có rau thơm, mùi thơm và hành khô. Hành khô ta dùng để ta phi lên cho thơm và ta xào hạt sen. Sau khi đó ta mới chiên qua chim bằng dầu. Đấy, chiên qua xong ta mới cho vào xoong để ta hầm các bạn nhá. Bây giờ tôi đi sơ chế là tôi rửa cho sạch nhá các bạn nhá. Ta sẽ cho thêm một ít muối này. Đấy, để ta sát cho nó được thơm. Đây là ta tẩy hôi để cho chim nó được thơm. Sau đó ta dội nước ta rửa. Đấy, như thế này là chim ta đã làm sạch. Ta làm sạch chim rồi ta cho vào đĩa. Sau đó ta sẽ cho vào chảo để ta chiên. Trước khi ta đi chiên thịt chim thì ta phải thái hành khô đã. Sau đó tiện ta chiên xong thì ta phi luôn hành khô để ta xào với hạt sen. Bây giờ ta đi chiên thịt chim cho nó vàng để ngon. Ta chiên qua thôi các bạn ạ. Xong ta mới cho vào nồi để hấp. Sau ta mới phi hành khô và xào với cả hạt sen. Bây giờ tôi đi nồi lửa để chiên chiên thịt chim nhá. Đây ta cho dầu vào nha các bạn nhá. Đây. Để ta chiên chim. Bây giờ tôi sẽ cho thịt chim vào nha. Đấy. Đây, ta phải chiên thịt chim cho nó vàng lên. Đấy, nó vàng lên thì thịt chim ta vào hầm nó rất là ngon mà nó thơm. Đấy, như thế này là ta đã chiên được tương đối là vàng rồi. Nếu ta chiên già nữa thì nó về sau nó xám thành đen. Bây giờ ta cho chim ra đĩa nhá. À. Đấy. Tròn lùng lục. Đây. Ta phải múc bớt dầu ra nha các bạn nha. Múc bớt ra để ta phi hành. Ta bắt đầu phi hành khô nha. Đây. Ta phi hành cho thơm. Xong rồi ta xào hạt sen. Các bạn nhớ là phi ta phải cho là vừa lửa thôi. To lửa quá là nó cháy đấy. Đây, hành đã thơm rồi các bạn. Ta cho hạt sen vào. Đây các bạn nha, cho hạt sen vào. Rất thơm các bạn. Hành khô ta phi thơm, ta cho hạt sen vào, ta đảo đều để tạo hạt sen nó có vị càng thơm hơn.
Bây giờ ta cho chảo ra ngoài. Rồi. Đây. Đây các bạn nhé, tôi cho xoong lên đây để bắt đầu cho nước vô để hầm này. Đây các bạn thấy nhá. Đây ta cho nước vô nhá. Đây các bạn ạ. Đây để ta hầm thịt chim. Ta cho lửa nó cháy to lên nhá các bạn ạ. Các bạn nhớ nhé, ta hầm hạt sen trong vòng 40 phút. Sau đó ta mới cho thịt chim vào hầm tiếp coi như thế là 30 phút nữa. Đây, hạt sen tôi đã hầm được 40 phút rồi. Bây giờ ta cho chim vào nhá. Thịt chim ta đã chiên qua vàng gươm rồi. Bây giờ ta sẽ cho vào trong xoong để ta hầm. Các bạn nhớ là hầm thịt chim trong vòng 25 hoặc 30 phút là được đấy. Chim ta đã chiên qua và hạt sen ta đã hầm. Ta xào ra lại hầm 40 phút. Thì cái món thịt chim này rất là ngon các bạn. Vừa bổ dưỡng. Các bạn nhớ đi nhá, một người khỏe là nhiều người vui lắm đấy. Rồi, ta cho lâm nhá các bạn nhá. Đây. Ta cho một chút bột canh để thịt chim nó có sự đậm đà nha. Rồi, ta chỉ cho vừa phải thôi. Bây giờ ta đậy vung vào đun khoảng 25-30 phút nha. Là ta dùng được rồi. Bây giờ ta lật thịt chim nhá, cho nó đều. Đây, ta hầm thịt chim đã quá tương đối kỹ đấy. Bây giờ ta phải lật lên để cho nó đều. Đây các bạn ơi, tôi đã hầm đủ thời gian là 30 phút rồi các bạn ạ. Đây. Bây giờ ta sẽ cho xong lên trên để ta cho vào bát nhá. Ơi nào, tôi bật lên nào. Đây. Ui thơm lắm các bạn ạ, mà rất ngon. Bây giờ tôi sẽ cho lên bát đây. Trước khi ta múc thịt chim thì ta sẽ múc một số các cái gia vị đây. Đây, ta cho thịt chim lên. Đây, ta tiếp tục cho hạt sen với cả nấm hương vào trong bát. Như thế là nước cũng rất là vừa. Còn lại rất là vừa, ta sẽ tưới vào thịt chim. Đây. Đây, ta cho một chút cho mùi nha. Đây, để vào.
Đấy, tôi đã làm xong hoàn thành coi như thế là thịt chim bồ câu hầm mấy cả hạt sen, mấy nấm hương. Bây giờ tôi xin mời các bạn thưởng thức cùng tôi nhá. Ôi, thịt chim rất là mềm. Hạt sen đã nhừ rồi các bạn ạ, ngon lắm. Nấm hương cũng vậy. Thịt chim thì đúng là quá ngon. Vừa mềm, vừa ngon, vừa ngọt. Các bạn ơi, ta chỉ bỏ một chút thời gian thôi là gia đình các bạn đã có được một bát thịt chim hầm mấy cả hạt sen và nấm hương. Quả là ăn rất ngon, tuyệt vời các bạn ạ. Tôi đã ăn rồi, tôi thấy ngon quá cả. Xin các bạn hãy theo dõi để tôi sẽ làm giới thiệu với các bạn nhiều món ngon hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.